Thưa bác, con tên là Nguyễn Thị Mỹ, con ở tỉnh Tiền Giang. Hôm nay con có một số câu hỏi, con xin bác giải đáp cho cháu. Câu số 1, thưa bác, nếu mình tu mà không đúng sự thật thì có hệ lụy gì không, thưa bác? Mình tu đạo Phật, bất cứ đạo nào vậy, mình phải tu đúng cái giáo lý của cái giáo chủ đã dạy. Còn riêng cái đạo Phật này nè, con mà tu không đúng cái lời của Đức Phật dạy á, thì rất hệ lụy, rất trầm trọng. Thứ nhất, bản thân cháu bị làm sai, thì con cái bản thân cháu mà làm sai đó thì lục đạo luân hồi con phải đi theo con đường này nè. Mà thứ hai, người mà theo cháu tu mà còn sai nữa là tất nhiên trong kinh Đức Phật thường nói cái câu này, một người mù dẫn một đám mù đi theo là sao? Đã mình chịu cái hệ lụy này rồi mà còn dẫn một đám nữa theo thì như thế nào? Vì thế mà tu theo đạo Phật là phải bắt buộc anh phải có giáo lý, còn anh không có giáo lý thôi đừng có tu. Anh ngồi đó anh tu tưởng đi rồi tự anh bị nhân quả nặng rồi còn dẫn người ta đi theo nữa thì không nên. Vì thế Thiền Tông ra đời khuyên người tu là anh phải tu bằng giáo lý, đừng có tu mù, đừng có tu tưởng. Đó, vì mình tu mù tu tưởng thì hệ lụy không thể nào lường trước được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 2, thưa bác, trước đây con tu theo đạo thánh, vậy sau khi chết con thành gì thưa bác? Nếu con tu theo đạo thánh thì chết làm con của thánh. Nguyên tắc mình tu theo người nào thì chết làm con của người đó. Thấy không? Gọi là con tu đạo thánh thì chết con sẽ được làm con của thánh. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cháu muốn tu giải thoát phải đến nơi nào học thưa bác? Con muốn tu giải thoát thì đến cái chùa nào có để cái chữ là chuyên dạy giải thoát thì con vô đó con xin học. Mà trước nhất con xin vô cái chùa đó đó. Không phải thưa thầy cho con cái quyển giáo lý giải thoát để con về con đọc. Rồi từ đó thì con mới tu theo được. Chứ không phải muốn khu giải thoát con nhào vô tu không phải. Trước mắt vô cái chùa đó thấy người ta ghi là chuyên dạy giải thoát thì con phải xin cái quyển giáo lý về đọc trước. Thấy không? Còn nếu mà con không được cái quyển giáo lý này người ta dạy mơ hồ con gì cũng quên, bắt buộc phải có quyển giáo lý. Mỗi khi quên thì con lật giáo lý ra con coi thì vậy mới là đúng. Muốn giải thoát thì đến chùa nào có ghi là nơi chuyên dạy giải thoát thì đến chùa đó xin học tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 4, thưa bác, chùa là nơi chuyên dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao cháu đi tìm nhiều nơi mà không thấy chùa nào treo bảng dạy, sao lạ vậy bác? Cái chùa là nơi giải thoát nhưng mà nó kẹt ở chỗ này nè. Pháp môn giải thoát này Đức Phật dạy cách 2020 là 2564 năm. Mà Đức Phật truyền cái pháp môn này đi theo dòng Thiền Tông 36 vị tổ dẫn đi cho công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. Vì thế không có chùa nào biết cái công thức giải thoát. Duy nhất chỉ chùa nào mà chuyên dạy cái công thức này thì người ta mới biết thôi. Mà tôi nói thật là ở Việt Nam mình duy nhất chỉ có một chùa thôi. Một chùa đó biết dạy giải thoát, còn tất cả kia hoàn toàn là tu cúng hết, không có chùa nào dạy giải thoát. Thì con lên mạng con tìm có cái chùa nào dạy cái này thì con đến cái chùa đó con hỏi. Chứ bác đây không nói cái chùa đó là chùa nào. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 5. Thưa bác, thầy đi giảng đạo Phật mà chuyên nói chuyện vui cười, vậy vị thầy này có dạy giải thoát không thưa bác? Dạy giải thoát thì sẽ dạy công thức chứ ai đi dạy vui cười là mấy công hề. Không đi dạy chứ đạo Phật là phải dạy công thức nghiêm chỉnh, dạy công thức phải nghiêm chỉnh. Còn mấy ông dạy vui cười là mấy cái ông hề đi kiếm tiền thôi chứ làm sao có giải thoát được cái này. Thấy không? Cho nên nhớ rằng con đi nghe mà ông nào dạy vui cười thôi bỏ đi thôi. Có thì giờ đâu mà đi tìm mấy cái ông nói chuyện vui. Chuyện vui thì mở nhà mở tivi nghe chứ đi đâu chứ cho nó mệt. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 6. Thưa bác, lý do gì mà đạo Phật có đến 6 pháp môn? Đạo Phật nguyên tắc á, một pháp môn nào tu thì nó phải có quyển giáo lý. Mà đạo Phật có 6 pháp môn tu là nó chỉ từng pháp môn tu, thành tựu của từng pháp môn tu một.
Vì thế mà đạo Phật phải có 6 pháp môn tu để đáp ứng cho bất cứ ai muốn tu cái gì thì người ta vô pháp môn đó người ta tu. Vì thế mà đạo Phật phải có 6 pháp môn tu để cho thỏa mãn cái lòng của con người đó. Là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 7. Thưa bác, cháu nghe nói có nước trời, vậy cõi trên trời có bao nhiêu nước thưa bác? Trên trời nguyên tắc 33 nước cõi trời và 6 nước tịnh độ. Là kêu bằng người cỡ cõi trời đây là trong chuyên môn của nhà Phật gọi là tam giới. Ba cái giới này nó có 45 cái nước. Mà tức là 4 cái hành tinh, 45 cái hành tinh có sự sống đó, thấy không? Đó, trên trời mình ta gọi trời chứ sự thật là Đức Phật ông nói là người sống trên tam giới, sống trên tam giới. Còn mình đây là sống ở trên địa cầu ngũ thú tập cư, sống bằng tứ đại. Còn trên trời nó không sống bằng tứ đại mà nó sống bằng điện tử. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 8. Thưa bác, cháu nghe nhiều người nói tu mù là tu làm sao vậy thưa bác? Tu mù là mình không biết cái mục đích của nó. Mục đích tu để cái gì không biết, gọi là tu mù. Mà đặc biệt cái người tu mù là không có giáo lý, người ta gọi là tu mù. Tu mà không căn bản thì gọi là tu mù, tu không có giáo lý. Bất cứ đạo nào vậy, anh tu đạo nào vậy mà nếu mà anh có cái giáo lý là anh tu không hoàn toàn không mù, tu rất sáng suốt. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 9. Thưa bác, người có trí sáng suốt phải là người như thế nào thưa bác? Người trí sáng suốt đó, thì mình tin theo cái gì, mình làm bất cái gì phải làm bằng thực tế và khoa học là người sáng suốt. Còn mình làm mà mình làm đại, mình không hiểu cái thành quả của nó như thế nào mà mình làm đại thì người không sáng suốt. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 10. Thưa bác, người đi giảng đạo như thế nào mà gọi là thầy lừa thưa bác? Thầy đi giảng đạo là thầy lừa đó. Bây giờ tôi nói về cái phần đạo Phật đi. Đạo Phật là giác ngộ giải thoát. Mà anh không biết giác ngộ giải thoát mà đi giảng để đi lừa người ta. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Tại sao anh không có dạy cái giác ngộ giải thoát mà anh dạy cái gì? Thì quá ra anh đi lừa người ta. Có nghĩa là mục đích anh không biết. Người ta gọi là thầy lừa là lừa của chỗ này đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 11. Thưa bác, muốn xóa mê tín phải làm sao và ai đứng ra xóa mê tín này thưa bác? Mê tín là cái gì? Là cái tin lầm, tin sai sự thật. Thì bây giờ cái quyển sách nào mà nó viết về căn bản sự thật trái đất này thì cái quyển sách đó phải xuất bản ra thì người ta mới hiểu được. Còn nếu mà không có cái quyển sách nói về căn bản của cái thế gian này, mình tu thì hoàn toàn nó sai. Thấy không? Muốn không bị sai thì phải có cái quyển sách viết về sự thật của trái đất này. Mà trước đây có một người viết ra, có một người viết ra sách là sự thật trái đất. Từ hữu hình vô hình có một người viết ra rồi. Con nên tìm cái quyển sách đó đã còn đọc thì con sẽ không bị sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 12. Thưa bác, nhà nước cho toàn dân tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nếu xóa mê tín có ảnh hưởng gì đến tự do, tín ngưỡng và tôn giáo không thưa bác? Mình đã nhớ là nhà nước thì cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Còn mê tín là khác. Xóa mê tín là xóa tin không đúng sự thật. Ví dụ bây giờ thì các cái tôn giáo không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Ví dụ cái đạo đó người ta tu lên trời sống thì người ta tu đúng. Làm sao xóa người ta được? Đâu phải mê tín. Tu lên trời sống không phải mê tín. Còn tu làm thần cũng không phải là mê tín. Mà mê tín này là làm những cái chuyện mà người thế gian không chấp nhận được, gọi là mê tín. Nó quá sai gọi là mê tín. Còn ta tu đúng theo quy luật vật lý không phải là mê tín. Vì thế mà xóa mê tín không ảnh hưởng gì các tôn giáo hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 13. Thưa bác, hiện nay có quá nhiều người mê tín nhưng không ai xóa mê tín, vậy phải làm sao để xóa mê tín thưa bác? Cái phần này á, nó có hai cái nơi chịu trách nhiệm. Thí dụ nhà nước quản lý về mê tín gì đó thì nhà nước chịu trách nhiệm xóa này. Thứ hai, tôn giáo nào có mê tín thì tôn giáo đó phải chịu trách nhiệm xóa cái mê tín này. Nó có hai nơi. Nếu mà về cộng đồng thì nhà nước.
Còn nếu tôn giáo thì lãnh đạo tôn giáo đó phải có nhiệm vụ so với cái này. Đó là hai cái nơi. Chứ không phải là nhà nước không phải làm hết được đâu. Đạo nào thì anh phải tự điều chỉnh đấy, còn bên ngoài cộng đồng thì nhà nước thực thi cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 14. Thưa bác, luật về mê tín này do cơ quan nào phụ trách thưa bác? Luật mê tín này thì nó thuộc về cơ quan văn hóa. Nếu nói đúng cao nhất là cái bộ văn hóa phải lo cái chuyện này. Đây là cái văn học của người Việt Nam. Thì cơ quan đó là đứng trung ương thì bộ văn hóa, còn địa phương thì các phường xã phụ trách về văn hóa phải chịu trách nhiệm cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 15. Thưa bác, nếu viên chức của chính quyền địa phương mà thực hiện quá chức năng dẹp mê tín thì người dân có được quyền khiếu nại không thưa bác? Mình sống ở đây là sống pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là bây giờ nhiệm vụ của anh làm thì phải đúng nhiệm vụ của anh. Còn anh làm vượt thì được quyền khiếu nại. Người dân đó, vì chúng ta sống đây là sống trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nên nhớ là đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhân dân được quyền cái này. Nhưng mà nên nhớ làm chủ đúng của người làm chủ chứ không phải muốn làm gì làm, nhớ nha. Làm chủ đúng theo luật pháp. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 16. Thưa bác, con người sống ở trái đất này có mấy thời kỳ thưa bác? Ở trái đất này nó có 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là trái đất nó hủy diệt, nó thuộc về thời kỳ đồ đá. 3.000 sau, năm sau, thời kỳ đồ đồng bắt đầu chuyển lên. 4.000 năm sau, thời nguyên tử nó rỡ lên là 3 thời kỳ. Đồ đá, đồ đồng và đời nguyên tử. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 17. Thưa bác, xin bác giải thích các thời kỳ sống của loài người sống, thưa bác. Thời kỳ loài người sống thì nó cũng có 3 cái thời kỳ. Cái thời kỳ sơ khai nó cũng thuộc về đồ đá đó. Rồi cái thời kỳ mà dân, thời kỳ gọi là thượng pháp. Thượng pháp là cái thời kỳ ban đầu của một đạo Phật thôi. Cái 3 thời kỳ này đạo Phật chỉ áp dụng cho đạo Phật thôi, chứ còn tất cả tôn giáo kia nó không có nói 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ thượng pháp, là đầu tiên một vị toàn năng toàn giác dạy cái này ra. Thời kỳ trung pháp là thời kỳ mà cái pháp này nó luân chuyển, nó luân chuyển thôi. Còn cái thời kỳ mạt pháp là cái chân thật của cái đạo này nó sẽ được công bố ra, gọi là thời kỳ mạt pháp. Đó. Nếu mà con người theo đạo Phật thì nó có 3 cái thời kỳ này, còn đạo khác nó không có nói. Thấy không? Vì thế mà mình tu theo đạo Phật phải hiểu, mình phải có trí tuệ, mình hiểu cái này nè. Phải tìm hiểu đạo Phật một cách rõ ràng thì mới tu đạo Phật không sai được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 18. Thưa bác, trong đạo có mấy thời kỳ? Xin bác giải thích cho con rõ. Trong đạo cũng có 3 thời kỳ đó, thì nó là thượng pháp, trung pháp, mạt pháp. Mạt pháp này nó chia ra 5 thời kỳ. Mạt thượng, mạt trung, mạt hạ. Và mạt pháp và mạt hạ màn pháp là nó kết thúc cái thế giới này. Nó sẽ quay trở lại thời kỳ đồ đá lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 19. Thưa bác, tôn giáo lập ra để làm gì thưa bác? Tôn giáo thường thường tôn giáo người ta lập ra để thỏa mãn cái tưởng của con người. Nếu mà con người bị sống bằng cái tưởng, nếu mà không có tôn giáo thì con người sống không nổi. Vì thế mà tôn giáo lập ra để thỏa mãn cái tưởng của con người. Rồi con hỏi tiếp. Câu số 20. Thưa bác, tôn giáo lập ra có ích gì cho loài người không thưa bác? Tôn giáo lập ra là để cho người ta có cái nơi nương tựa mà người ta không đau khổ. Ví dụ con ngồi con tưởng mà không có nương tựa thì con rất buồn. Vì thế mà tôn giáo lập ra để thỏa mãn cái tưởng con người là có ích lợi, là con không bị buồn. Con đang buồn, con vô nhà thờ, con vô chùa, con tu hoàn toàn không buồn. Đó. Tôn giáo lập ra là để giúp cho con người không có buồn rầu mà có một cái tương lai người ta sống. Đó, tôn giáo lập ra là nó có 2 cái trường hợp này. Rồi con hỏi tiếp. Câu số 21. Thưa bác,
Cá tôn giáo ở trái đất này do ai lập ra, thưa bác? Tôn giáo này thì nó đúng ra đó, nó có hai cái dạng người lập. Một là thánh lập, hai là người lập. Người lập là cái người toàn năng toàn giác lập. Và một thánh là thánh, là cái vị thánh cao nhất của các loài thánh lập ra. Đạo Phật, đạo, tất cả đạo ở trên trái đất này nó có hai dạng. Một là thánh cao nhất, hai là người toàn năng toàn giác lập ra. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 22. Thưa bác, đạo Phật có phải do một vị thánh lập ra không, thưa bác? Không, đạo Phật là do một vị toàn năng toàn giác dạy, chứ không phải do vị thánh. Vị thánh là lập ra đạo thánh thôi, thấy không? Mà thánh nó rất nhiều nhánh, chứ không phải có một thánh thôi, thấy không? Thánh thì nó rất nhiều, còn đạo Phật duy nhất. Chứ ông toàn năng toàn giác này ông dạy 6 pháp môn thôi, chứ ông không dạy hơn. Mà pháp môn nào ông dạy rõ, rất rõ ràng pháp môn đó, nó không sai chỗ đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu số 23. Thưa bác, như vậy đạo Phật do ai lập ra, thưa bác? Đạo Phật là do một vị toàn năng toàn giác lập ra. Lập ra để nói bằng quy luật của vật lý trên đất này, bằng quy luật thoát ra ngoài quy luật vật lý trên này. Vị toàn năng toàn giác là dạy, là dạy vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu số 24. Thưa bác, người toàn năng toàn giác là sao, thưa bác? Toàn năng toàn giác là cái gì cũng biết. Toàn năng là làm được tất cả. Toàn giác là biết được tất cả, gọi là toàn năng toàn giác. Rồi, con hỏi tiếp. Câu 25. Thưa bác, người toàn năng toàn giác, họ có gì mà được vậy? Người toàn năng toàn giác, cái người toàn năng toàn giác, người đó phải được ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm con mắt: Phật nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và nhục nhãn. Đây mới gọi là có người toàn năng toàn giác được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu 26. Thưa bác, xin bác kể ngũ nhãn của vị toàn năng toàn giác cho cháu nghe được không ạ? Ngũ nhãn một của người toàn năng toàn giác, ngũ nhãn là con mắt Phật, là nhìn khắp trong càn khôn vũ trụ này, biết sinh diệt của nó, biết do đâu mà có, quy luật nhân quả như đâu, như nó biết hết, gọi là Phật nhãn, là trùm khắp mọi nơi mà. Còn thiên nhãn thì nhìn được trong một cái bầu tam giới, 45 hành tinh và sa số cái hành tinh vật tư là thiên nhãn. Còn huệ nhãn thì mình nhìn thấy được cái cõi vô hình. Mình ở đây không thấy. Bây giờ khoa học nó đã chứng minh những người mà có cái con mắt mà phân giải cao á, nó chế ra những cái Phật nhãn, cái dục nhãn mà có phân giải cao, nó nhìn thấy được cõi vô hình. Đó là cái, rồi cái huệ nhãn, pháp nhãn là nó nhìn thấy được cái sinh diệt. Có nghĩa là con người mà có huệ nhãn á, con nhìn được cái pháp nhãn đó, con nhìn thấy con người, con có thể là sinh diệt từ ly, từ tí, từ sát na đó. Vì thế mà bây giờ khoa học nó chứng minh là nó đưa cái máy, nó cắt lớp, nó rọi con, nó nhìn thấy cái vận hành của con người luôn á. Thì cái kia bằng cái pháp nhãn đó, nó của một vị toàn năng, nó thấy được cái này. Giờ khoa học nó chứng minh nó đã có đó. Còn nhục nhãn là mắt bình thường của mỗi ai cũng có đó. Thì người này á, được ngũ nhãn gọi là người toàn năng toàn giác, là người này nè. Vì thế là cái người này lập ra đạo không sai. Còn nếu mà người mà không có cái ngũ nhãn này thì lập đạo hoàn toàn sai. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu số 27. Thưa bác, xin bác kể công dụng của vị có ngũ nhãn này cho cháu nghe được không ạ? Thì ngũ nhãn thì mắt Phật. Mắt Phật thì nhìn khắp trong càn khôn vũ trụ, thấy tất cả những gì có trong vũ trụ này. Còn thiên nhãn thì nhìn thấy được tam giới, gục các cõi trời. Còn huệ nhãn là thấy của cõi vô hình. Còn pháp nhãn là thấy sinh diệt từng tế bào một. Còn nhục nhãn là con mắt thường của mình nè. Ai cũng có. Thì cái ngũ nhãn của người này là vậy. Mà người nào có được cái này thì người đó gọi là toàn năng, toàn giác. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con số 28. Thưa bác, thánh là ai, thưa bác? Thánh là một vị thần linh.
hiện hình biến tướng được, làm bất cứ cái gì trong trái đất này cũng được gọi là thánh, mà nó làm về cõi vô hình thôi. Mà thánh á, nó có thể mượn thân con người nó hoạt động được đó. Thánh á, thánh phải mượn. Thì cái người nào mà muốn thánh mà mượn á, thì anh phải có cái tần số âm nó nhập vô thì chỉ còn nói chuyện của thánh thôi không ạ. Vì thế mà dông nhập xác, chỉ dông đó là gì? Là thánh nhập. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 29, thưa bác, đạo Phật tu để được gì thưa bác? Đạo Phật tu thì nó có 6 pháp môn. Pháp môn thứ nhất là tu để thành thánh A-la-hán. Thứ hai, tu để thành giảng sư đạo Phật. Thứ ba, tu để thành kỹ sư đạo Phật. Thứ tư, tu để lên nước cực lạc hưởng sung sướng. Thứ năm, tu để làm thần y trị bệnh. Thứ sáu, tu để trở về Phật giới. Đó là 6 pháp môn tu của Đức Phật, của cái đạo Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 30, thưa bác, tu theo đạo thánh để thành cái gì thưa bác? Tu theo đạo thánh thì để làm thánh. Tại vì người ta, mấy người mà ta thích hiển linh đó, thì tu theo đạo thánh đó. Đạo thánh tu được rồi thì mình sẽ hiển linh, mình làm được cái này cái kia, biết quá khứ vị lai. À, tu đạo thánh là tu vậy đó. Rồi con hỏi tiếp. Con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác.